Chào các bạn, hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chèn logo một loạt cho các ảnh tất cả đều giống nhau về kích cỡ và vị trí. Đầu tiên thì chúng ta phải có một cái logo. Thì cái logo này chúng ta hãy mở cái logo của chúng ta ra. Thì trước tiên logo của chúng ta phải để dạng định dạng Photoshop. Thì chúng ta hãy tắt cái hình này đi để gỡ bỏ cái nền. Chúng ta hãy xóa hết những cái nền trắng đi để định dạng chèn. Đây. Và chúng ta lưu cái logo của chúng ta vào định dạng Photoshop. Xếp S này. Chúng ta có thể lưu. Đây, chúng ta nhớ lưu định dạng Photoshop. Go này. Với Photoshop. Xếp lại. Rồi chúng ta tắt đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Tiên là chúng ta hãy mở cái file ảnh ra. Thì folder ảnh thì chúng ta nên sắp xếp thành một folder ảnh dạng tất cả ảnh ngang. Và nếu mà chúng ta ảnh dọc thì chúng ta cũng để là ảnh tất cả đều ảnh dọc. Chúng ta hãy mở ra và chúng ta hãy lấy một cái ảnh bất kỳ và chúng ta hãy lưu ý là cái kích thước ảnh này nó sẽ là 3618 x 1903. Nó có thể khác tất cả những cái ảnh sẽ rất là khác nhau về kích thước. Cái này là 3907 x 2097. Cái này là 3709 x 2184. Chúng ta sẽ thấy là khi mà ảnh thước khác nhau chèn logo vào thì nó sẽ bị lệch, xô lệch, nó không đồng bộ. Tại vì nó sẽ tự nhận. Vì vậy chúng ta sẽ lưu ý cái kích thước này. Và để tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để cho nó chèn tất cả những cái logo vào nó đúng kích cỡ và đúng kích thước, nó không bị xô lệch. Rồi bây giờ chúng ta hãy lấy một ảnh bất kỳ. Trên cái ảnh này thì chúng ta đầu tiên chúng ta vào cái phần Windows, chọn Action. Trong mục Action thì chúng ta hãy chọn một cái và bấm nút cộng để chọn một cái folder mới. Chúng ta có thể thêm chữ gì bất kỳ, chẳng hạn như là thêm logo ví dụ. Và chúng ta ấn record. Khi mà chúng ta ấn record thì là nó bắt đầu ghi thực hiện lại tất cả các thao tác mà chúng ta sẽ thực hiện, và cái nút này sẽ chuyển sang màu đỏ. Đây, chúng ta ấn record và nó chuyển sang màu đỏ. Đấy là quá trình bắt đầu nó ghi nhớ các hoạt động của chúng ta. Việc đầu tiên là chúng ta hãy bấm vào cái hình khóa để mở khóa cho cái ảnh này. Sau khi mở khóa thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ chèn logo vào đây. Chúng ta hãy đi đến File, chọn Place Linked, mở cái logo của chúng ta ra. Lưu ý là cái logo dạng Photoshop. Đây, nó đã tự động nhận vào đây. Cái vị trí này chúng ta có thể đặt ngang, đặt dọc hay đặt ở đâu đó. Chúng ta sẽ đặt ở góc. Ví dụ tôi đặt ở góc này. Và căn chỉnh cho cái logo sao nó thích hợp. Đây, tôi đặt ở góc này. Sau khi đặt xong rồi thì chúng ta có thể là ấn vào Enter hoặc là click vào dấu tích để cho ảnh nó cố định ở đây. Khi mà chúng ta muốn hoặc chúng ta muốn mặc định nó ở vị trí ở giữa, ở trên, trái thì chúng ta có thể ấn Ctrl A để chọn tất cả. Sau đó ở trên phía trên chúng ta có thể nhìn thấy đây là mặc định là ở phía dưới bên góc phải, nó đã xuống dưới, hoặc là ở giữa. Theo tôi thì tôi sẽ chọn ở bên góc này. Tôi có thể kéo ra. Đây, tôi muốn mặc định là tôi sẽ để ở đây. Sau khi tôi mặc định xong rồi thì tôi ấn kết thúc. Ở dấu vuông này nó sẽ kết thúc quá trình ghi nhớ các thao tác. Rồi, sau khi xong rồi thì tôi có thể tắt cái này đi, không cần lưu. Bước tiếp theo là vào cái phần File. Chúng ta chọn Skip, chọn Image Processor. Vào bốn cái
phần mục này thì chúng ta hãy chọn cái file gốc chúng ta lấy ở đâu. Ta vào đúng cái nguồn file gốc của chúng ta. Đây, tôi chọn cái file gốc và lấy ở cái phần ảnh ngang. Ok. Còn cái này là nó sẽ cho là lưu lại đúng là cái ảnh cũ của nó hay là tạo cái folder mới, thì tôi ấn vào tạo folder mới. Tôi cũng chọn cái folder mới ở trong cái folder này, trong folder ảnh ngang này. Tôi select file. Nó sẽ lưu vào một cái folder mới, nó không bị đè chèn lên cái ảnh gốc. Và ở đây chúng ta chú ý ở cái phần này, để cho tất cả cái logo nó cùng vào rơi vào đúng cùng kích thước, cùng vị trí, thì chúng ta phải chọn cái ảnh đầu tiên làm ảnh mẫu, và cái độ phân giải chiều cao, chiều rộng và chiều cao của nó, và chúng ta chọn lại cái ảnh mà lúc chúng ta làm đầu tiên để xem biết nó kích thước bao nhiêu. Chúng ta hãy vào cái mở cái folder chúng ta vừa mới tạo ra để chúng ta xem. Đây, tất cả các ảnh đều có kích thước khác nhau, vì vậy chúng ta hãy chọn cái ảnh mà đầu tiên khi mà chúng ta làm, nó có kích thước đây 3618 × 1093, 3618. Đây, chúng ta thay ở đây 3618 và chiều cao đó là 1902. Chúng ta kiểm tra lại lần nữa. Các bạn nhé. Ra chú ý là cái kích thước chúng ta lấy chuẩn, thì khi mà tất cả các ảnh mạng sau mặc định nó sẽ cũng sẽ chuẩn cho chúng ta. Rồi, và chúng ta sẽ đi phần này, chúng ta nhớ tích vào kích run action và include action, cho tích vào chọn cái default action. Cái này thì là cái tên lúc chúng ta đặt cái tên là thêm logo, thì chúng ta bấm đúng vào nó thêm logo. Cuối cùng là chúng ta chỉ cần ấn vào run. Photoshop nó sẽ tự động chạy cho chúng ta, điền cho chúng ta hàng loạt, và bây giờ chúng ta không phải làm gì và đợi cho kết quả. Rồi, quá trình đã hoàn tất, và bây giờ chúng ta sẽ mở cái của chúng ta ra để xem. Rồi như chúng ta đã thấy, thì bây giờ tất cả các logo đã được chèn và chúng ta đã mở ra để xem. Đây, chúng ta thấy tất cả các logo nó đều nằm một góc và kích thước nó sẽ lấy chuẩn theo cái ảnh đầu tiên. Thôi, chúc các bạn thành công.